Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sáng Tạo nhé. Thì vẫn là cái chiếc máy hàn hôm trước đây, nhưng mà hôm nay là chắc là lần cuối nó xuất hiện trên cái kênh của mình các bạn ạ. Thì ông bác đã chốt rồi các bạn nhé. Hôm nay mình gửi đi tiến hành vừa chà chà sơ sơ lại về bác muốn đẹp, bác kiếm lò sơn, bác xịt các bạn vào nhé. Đó, thì kém đây 0.2, mức nháy là 0.1, dòng lên 90. Đều 90 là ok nhé, 90 là ngấu lắm rồi ấy. Còn kém 0.15 thì để ở mức 0.1 này. Cái này nó hơi mỏng bởi vì trước mình gọt cái này đi, không sao đâu. Dòng là để 70. Đó, 70 hoặc 75 đều được, cứ miễn là tầm 70 71 này. Để mình lấy cái kém 0.15 đã. Đâu rồi các bạn ạ? Này con kẽm dày. Đây mình sẽ lấy một màu này ra để test các bạn nhé. Đó, quên lấy cái kìm nữa các bạn ạ, để xé ra cho các bạn xem. Đó, đây là kẽm 0.15. Đó, và đây là kẽm 0.2, rất là dày. Rồi giờ mình sẽ bắt vào cái đây này để hàn cho mọi người xem nhá. Và lần cuối nó xuất hiện trên cái video này của mình luôn các bạn ạ. Đây, thông số đây mình sẽ để như này các bạn nhá. Ok, mình sẽ để ra cái góc rộng các bạn ạ. Đó, bây giờ thì các bạn có thể nhìn tổng quan chiếc máy luôn. Đây, mình sẽ để như thế này và hàn cho mọi người xem các bạn nhá. Đó, đây mình kéo lại chút, đó, zoom sát về đây bạn nhá. Kẽm trước tiên là chúng ta sẽ hàn thử cái kẽm mỏng đi đã, bởi vì để ở cái nấc kia là kẽm mỏng mà theo mình hàn thì mình đề ra như vậy các bạn nhé. Về các bạn có thể tinh chỉnh, về anh có thể tinh chỉnh luôn. Mình lấy tay mình che vào đây bởi vì nó bắn cái tia lửa bạn, đó, tránh vào mắt các bạn ạ. Các bạn hàn này nên mua cái kính đeo mắt mà cái loại kính trong các bạn nhé. Đây các bạn, mình sẽ zoom. Cái này mình đang để ở chế độ góc rộng các bạn ạ. Đây để mình các bạn, đó, mình chuyển về góc thường rồi. Đây các bạn nhá. Đó. Thì cái này hàn nó rất là trắng luôn các bạn ạ. Đây các bạn. Nó mối hàn thì tuyệt vời luôn. Quá đẹp. Rồi, giờ xé nha bạn nhá. Đây. Mình sẽ xé ra xem này. Đó, đây các bạn nhé, lưu ý đây, rách kẽm này nó cực kỳ là ngấu luôn các bạn ạ. Đó, mối hàn gắn chặt xuống luôn. Mối hàn như này thì đảm bảo với chúng ta là khi chúng ta hàn và sử dụng những cái mạch công suất lớn hoặc là pin dòng xả cao thì nó sẽ rất là tốt cho quả pin, bởi vì những cái mối hàn này nó sẽ tiếp xúc rất là tốt này, nó hàn rất là ngấu. Bây giờ sẽ đến cái kẽm này nhé. Đây, kẽm 0.2. Đó các bạn. Thì mình nâng cấp lên mình mới thanh lý thôi, chứ còn không là con này dùng quá ngon luôn các bạn ạ. Mình mới không thanh lý thôi, bởi vì mình nâng cấp lên. Mai sẽ có video show con đấy các bạn nhé. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành nhan, mình phải che ra khỏi nó bắn vào mắt mình. Đó, đây. À, mình quên không giảm cái tăng cái này lên, nhưng mà vừa nãy vừa hàn được một mối ở đây rồi. Đó, giờ mình sẽ tiến hành mình tăng lên nhá, tăng dòng lên 90, hàn kẽm 0.2, 90 hoặc 85 đều được, hoặc 80 vẫn được các bạn nhé. Đây mình sẽ xé cái đó đấy, cái mối lúc nãy là nó còn chưa kịp ăn đây này, cái pin này do mình mài nhá. Đây này, đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hàn, bởi vì mình đã tăng dòng ở đây lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn lại nhá. Đó, dòng nó rất là lớn luôn. Hàn cái này thì nó cực kỳ là nhanh, bởi vì mức nháy của nó có 0.1 thôi. Đâm ra là cái quả pin của chúng ta nó hầu như là không có nhiệt độ luôn, sờ vào thoải mái các bạn nhé. Đó, đây mình sẽ quay về sát cho mọi người xem sau khi mình đã hàn xong các bạn nhé. Mối hàn cũng vẫn rất là trắng luôn, đây các bạn. Đó, không ảnh hưởng gì đến pin luôn, mà rất là đẹp. Các bạn muốn ok ấy, các bạn vào Shopee mua cái đầu này này, của nó có cái mạ Niken
bây giờ nó có cái đầu mạ niken các bạn ạ, hàn cực kỳ là tốt, nó không hề dính vào cái đây luôn, cái đầu niken đấy các bạn nhé. Đầu đấy khá là đắt, đắt hơn cái đồng này rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhìn xé này. Đây các bạn, từ đã để mình zoom sát rồi đã. Rồi, ok. Đó, các bạn thấy rách kẽm chưa? Đấy, nổ tanh tách luôn các bạn. Đây này. Nó khó lấy nét đây ta. Đây các bạn nhá, nó kẽm đây. Đó, xuyên thành lỗ luôn khi mình xé ra. Và trên cái cực pin này, đó, nó ăn đây, khi mình xé ra nó có cái lớp ba vi dính ở đây này, đó, đó chính là cái tiếp điểm hàn nhá, nó rất là ngấu luôn các bạn ạ. Mà cái kẽm này các bạn sử dụng kẽm tốt đấy, hàn nó còn ngấu nữa các bạn nhé. Kẽm này thì nó là kẽm bình thường thôi, nó nhiều loại kẽm các bạn ạ. Đó thì đây là tổng thể một cái máy mình đang chuẩn bị gửi đi. Mình đăng cái video này lên để cho anh xem lại lần cuối các bạn nhé. Thì mình đóng gói đi là mình sẽ gói rất là chắc chắn và cẩn thận. Đó, cái này thì chắc chắn là mình sẽ đóng một cái thùng cao, và cái gông mình sẽ phải dọc một ít gỗ để đóng gông hình này lại. Mình là mình không muốn tháo cái này ra. Tháo cái này ra cũng được thôi, vặn hai con ốc này ra là cụp xuống thì nó sẽ gọn hơn. Thế nhưng mà mình là mình không muốn tháo, bởi vì là muốn để như thế này các bạn ạ, muốn để như thế này để mang đi vào anh chẵn mở ra là anh dùng luôn, không cần phải lắp đặt gì nữa anh các bạn ạ. Đó thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Đây các bạn muốn mua máy sạc máy hàn thì có thể liên hệ mình nhé các bạn nhé. Đây thì mình có vẽ sơ đồ kích điện các bạn ạ. Đây này, đây cái bên này là mẫu chuẩn này. Đó, đây các bạn muốn sử dụng những cái bộ kích điện mà 6 vuông, sử dụng con này là con 305 hoặc N80, N70 đều được các bạn nhé. Đó, đây là mô chuẩn luôn, các bạn làm như này là chạy luôn các bạn nhé. Đây mình sẽ chia sẻ cái thông đồ sơ đồ thông số này, vì mình đang chuẩn bị ít đồ đây để quay cho cái kênh nước ngoài của mình nhé bạn. Đó, bên này thì rất là nhiều linh kiện kích điện các bạn. Đây hầu như là toàn linh kiện kích điện thôi để mình làm video các bạn ạ. Đó, bởi vì mình có mấy kênh nước ngoài chuyên về kích điện ấy. Còn đâu nhỉ, đây đây là cái mạch cầu H của Bo EGS002 đấy các bạn. Đó, bạn thích thì bạn xem và các bạn chụp lại các bạn nhé. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Rồi thì mình sẽ sớm ra những cái video kích điện ở bên kênh Việt Nam này các bạn nhé. Đó, bởi vì mình chăm chút cho kênh nước ngoài mình quá nên ra là kênh Việt Nam mình lại ít đăng. Rồi hẹn mọi người video tiếp theo nhé. Ok.